Hello, hello, xin chào quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Tâm sự chị Tâm Tình. Hôm nay có một cái câu chuyện mà khá là buồn, muốn chia sẻ với quý vị khán giả. Và chắc chắn rằng là trong số những người phụ nữ chúng ta sẽ tìm thấy, sẽ đồng cảm với cả cô gái ở trong cái câu chuyện này. Bản thân mình cũng thấy cái câu chuyện này có cả hình ảnh của mình trong đấy và cũng thấy khá là xúc động. Ai cũng biết rằng là vợ chồng thì thường phải đồng cam cộng khổ với nhau, chia sẻ tất cả những cái khó khăn, vất vả, yêu thương không rời, kể cả những lúc khó khăn hay là những lúc vinh hoa thì cũng phải chia sẻ. Thế nhưng mà gần đây thì người vợ có cái biểu hiện lạ khi nấu ăn và chồng đã mắng cho cô vợ một trận tới tấp là cô đúng thật là vô dụng. Và sau đấy thì anh biết được cái lý do vô dụng đấy thì anh đã cảm thấy rất là ân hận. Anh năm nay 32 tuổi, lấy vợ được 4 năm và cũng có 2 đứa con. Thì cách đây khi sinh con thứ hai cách đây khoảng 1 năm thì vợ bị thất nghiệp bởi vì là hai đứa con quá nhỏ và bị ốm nhiều, cũng xin nghỉ không lương rất là nhiều để chăm con. Và cuối cùng thì cũng đã bị công ty người ta cho nghỉ việc. Để hai đứa con quá gần nhau, hai đứa nhỏ cũng mất rất là nhiều thời gian để chăm sóc. Và để chăm sóc hai đứa nhỏ cùng một lúc thì cũng không phải là dễ dàng gì. Và gần đây thì cô đã ở hẳn nhà và bắt đầu là chỉ chăm con và nội trợ thôi, để cho một mình chồng đi kiếm tiền. Và tôi hiểu đó là điều không ai mong muốn, thế nhưng mà cũng không có dám trách móc gì vợ trong cái việc là vợ bị thất nghiệp, vì cũng biết rằng đấy là cái việc mà vợ đã phải hy sinh để còn ở nhà chăm lo chu toàn cho hai đứa con. Tôi cũng vậy, tôi cũng cố gắng để làm sao mà đi ra ngoài kiếm được tiền để nuôi được vợ và các con. Bên cạnh đấy thì đi làm mệt mà cũng muốn kiếm được nhiều tiền. Đi làm thì rất là mệt, về đến nhà thì có vợ có con thì cũng muốn là được ăn một bữa cơm thật là ngon. Thế nhưng mà tôi không hiểu tại sao trong cái thời gian gần đây thì vợ tôi nấu nướng rất là tệ, không thể ăn được. Có những bữa thì nó nhạt thếch ra, có những bữa thì nó nhạt mà nó mặn chát ra. Tôi không thể ăn nổi. Một lần hai lần thì tôi còn cho qua, nhưng mà đi làm về mà cứ bị ăn cơm như vậy thì tôi cũng không còn hứng thú để ăn cơm ở nhà nữa. Và dần dần thì tôi cũng đi ra đường ăn ở bên ngoài, còn vợ ở nhà nấu, vợ muốn ăn thế nào thì vợ ăn. Thế thì cũng có hôm tôi cũng khó chịu, đi làm về mệt cũng không muốn ra ngoài ăn. Và cái hôm đấy rất là khó chịu khi mà bắt đầu ngồi xuống ăn thì tôi gắp lên cái miếng cá vợ tôi rim, nó mặn chát, và tôi bỏ đũa xuống. Không phải nói là bỏ đũa đâu, mà là tôi ném đũa xuống dưới mâm và bắt đầu cảm thấy là tức giận nên quát vào mặt vợ: cô chỉ có việc ở nhà trông con, nấu ăn để cho tôi đi làm về có một bữa ăn cho nó tử tế mà cô cũng không thể làm được à? Cô nấu ăn như thế này thì chó nó cũng không ăn được. Đó, khi mà tôi đã cáu lên, tôi đã bực mình lên và đã có nói với vợ một câu rất là nặng nề như vậy, thì thực sự ra là vợ tôi rất là hiền, cũng không nói năng gì, chỉ khóc thôi. Có nghĩa là đã đi vào trong nhà, lẳng lặng đi vào trong nhà và khóc, cũng không giải thích cái gì cho tôi cả, cũng không nói cái gì cho tôi cả. Thấy vợ tôi cúi đầu lẳng lặng đi vào trong nhà và cũng khóc, nhưng lúc đó thì tôi đang tức giận ấy, cho nên là cũng không có ý là mình sẽ dỗ dành gì hoặc là hỏi han gì, và chỉ bồi thêm mấy câu nữa là thật là vô dụng, thật là thế này thế kia, và cũng có một vài câu so sánh vợ mình với vợ người khác, là vợ người khác người ta cũng kiếm được tiền, cũng vẫn chăm được gia đình, vẫn chăm được con, tại sao cô chỉ có việc ở nhà ăn và chăm con và nấu cho chồng bữa cơm mà cũng không làm được việc gì, không làm được việc ra hồn. Thực sự ra là vợ lúc đấy cũng khóc rất là lâu và vẫn không nói năng gì, đi ra dọn dẹp cũng không nói năng gì cả. Tự dưng tôi lại thấy rằng là nếu như mà vợ có cãi lại ấy, thì tôi sẽ có một cái cớ gì đấy, và tôi còn cảm thấy rằng là
hả dạ khi mà mình mắng chửi được, nhưng vợ lại chỉ khóc và không nói năng gì cả. Và gần đây tôi có thấy rằng là không những là vợ bị nấu ăn không ngon mà lại còn chảnh mài cả trong những cái việc này việc kia, chăm sóc cho con tôi nữa, cũng tôi cũng không cảm thấy yên tâm, rất là hay quên, dụ lấy cái này để chỗ kia, chỗ này chỗ kia, không nhớ gì cả. Đầu óc rất là không bình thường, rất là chảnh mảng. Và rồi một hôm tôi đã sờ vào cái tập hồ sơ ở trong tủ, và tôi đã phát hiện ra là vợ tôi đã có một lần đi chợ, khi mà tôi đã thấy hồ sơ đó có cái chứng bệnh của vợ tôi là bị mất vị giác và đầu óc có một chút bị lơ đãng, chính như kiểu chứng bệnh gọi là nhớ quên ấy. Thì tôi có bắt vợ giải thích là em bị như thế này từ bao giờ và tại sao lại bị như vậy. Thì vợ có giải thích rằng là có hôm buổi sáng đi mua đồ ăn sớm, đi mua rau dưa sớm để làm đồ ăn sáng cho chồng và mua đồ cho con, thì có bị ngã xe. Thế nhưng mà ngã xe lần đấy thì cũng không có chảy máu không gì cả, đầu có đập xuống và không chảy máu, không sao hết, hôm đấy vẫn về nhà bình thường. Nhưng đến ngày hôm sau thì đầu rất là đau và vợ có đi khám ở viện và người ta cũng cho uống thuốc để nó hết đau đi thôi. Xong rồi cũng về thì tôi cũng thấy nó không còn đau nữa, cũng không có gì cả. Thế nhưng không nghĩ rằng là sau cái lần ngã đấy nó lại để lại một cái di chứng như vậy. Và bây giờ là hoàn toàn mất vị giác ấy, khi mà ăn ấy cũng không biết lúc này thì nhạt, lúc khác thì mặn, cho nên là nêm nếm nó không được bình thường, rồi đầu óc nó cũng không được minh mẫn, không được nhớ như trước đây. Thực sự ra là chăm hai đứa trẻ trong cùng một lúc, mà trẻ một đứa 1 tuổi và một đứa 2 tuổi thì quá là vất vả, quá là mệt. Cô vợ thì nghĩ rằng là cái việc ngã này, việc nó không ảnh hưởng gì lớn và cũng không muốn rằng là phải đi chụp chiếu nhiều hay là chữa trị gì nhiều mà lại tốn tiền của chồng, trong khi mình đã ở nhà làm nội trợ, đã ăn bám chồng, lại còn chồng phải đi nuôi, đi kiếm tiền để nuôi cả 2 đứa con và cả vợ nữa, gánh vác cả một gia đình, không muốn chồng phải tốn nhiều tiền, vợ gây thêm vất vả cho chồng, và cứ để như vậy rồi hy vọng rằng là để dần dần sau này nó sẽ bình phục, nó sẽ khỏi, và những cái vị giác, những cái trí nhớ đấy nó sẽ hồi phục dần. Và sau đấy thì một thời gian vợ tôi vẫn thấy cái sức khỏe không bình thường, nên mọi người biết là cái sự khó chịu của chính vợ tôi nữa, nhưng vợ tôi vẫn cứ không nói ra. Tôi cảm thấy rằng là mình như vậy là quá đáng với vợ khi mà mình chưa biết được cái nguyên do tại đằng sau. Thực sự ra là đây cũng là một anh chồng khá tốt, một anh chồng có sự yêu thương vợ và có sự nói chung là thông cảm với vợ. Lúc đấy anh cảm thấy rằng là mình có một cái gì đấy thực sự rất là ân hận khi đã mắng vợ như vậy. Vợ đã hy sinh không đi làm, đã sinh cho mình 2 đứa con, đã nghỉ việc ở nhà để phục vụ 2 đứa con của mình và nấu ăn cho mình, mà mình về thì mình lại cứ gắt gỏng, mình chê bôi như vậy. Thực sự ra là vợ chồng với nhau vẫn có cách để chê, vẫn có cách để góp ý là cái món này hơi mặn hay món kia hơi thế này hơi thế kia thì em nên thế này thế khác, nhưng cũng có cách để nói, để góp ý với nhau, chứ không phải là cái gì cũng khen. Thế nhưng bên cạnh đấy thì đừng có chê phũ phàng và đừng có mắng phũ phàng quá, bởi vì người phụ nữ người ta nấu ăn cho chồng, cho con, đấy nó là cả một cái tấm lòng vào cái món ăn đó rồi. Người ta cũng mong được là người ta nấu thật là ngon, nhưng cái kỹ năng nấu của người ta, mỗi người người ta giỏi một lĩnh vực, cái kỹ năng nấu của người ta có thể nó chưa được ngon, làm lần đầu chưa được ngon, người ta làm nhiều lần người ta sẽ ngon. Thì là một người chồng thấu hiểu, người chồng biết thông cảm thì hãy có cái lời khích lệ và động viên cho vợ. Anh chồng này thì cảm thấy rằng là mình đã có lỗi khi mà đã mắng mỏ vợ nhiều như vậy và đã ôm chặt lấy cô vợ và xin lỗi vợ vì cái sự vô tâm và lỗ mãng của mình, của bản thân mình mà khiến cho người vợ cảm thấy rất là buồn bã và tủi thân. Anh nghĩ là gần 1 năm nay vợ cũng không hề mua sắm gì cho bản thân vợ bởi vì là sợ tốn tiền của chồng.
vợ chỉ có làm việc nhà và chăm cho các con của mình thôi. Thế tại sao chẳng có cái lý do gì mà mình tự dưng mình xả những cái tức giận của mình vào người vợ, vào cái người mà mình lẽ ra mình cảm thấy là mình phải mang ơn như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như để thuê một cái người đến để chăm cho hai con của mình và làm việc thôi, thì đấy cũng bằng cái tiền lương của vợ đi làm rồi, có khi còn nhiều hơn ấy. Nhưng mà một cái người vợ đã ở nhà, đã chăm lo cho gia đình như vậy mà mình lại về mình có những cái lời lẽ như vậy thì thấy rằng là mình đã rất là quá đáng rồi. Mà đã bên cạnh đấy thì đã là vợ thì là đang bị bệnh, và khi biết được cái điều này thì anh chồng cũng có sự thay đổi, là có xin lỗi vợ và có yêu thương vợ. Thì xong trong cái câu chuyện này thì mình nghĩ rằng là với người phụ nữ thì luôn luôn là như vậy, luôn luôn muốn chăm lo cho chồng cho con một cách tốt đẹp nhất. Bên cạnh đấy thì cũng mong là những anh chồng hãy luôn thấu hiểu, hãy luôn thông cảm và đừng sống vô tâm. Nếu mà về mà thấy mình ăn nó không được vừa miệng thì cũng có thể có những câu góp ý thật là nhẹ nhàng để cho cùng nhau xây dựng, ý là cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm sao mà để cho nó tốt hơn. Chứ đừng có những cái câu chê bôi rồi những cái câu nói quá phũ phàng, bởi vì đấy là cái tấm lòng của người phụ nữ. Nấu cho chồng cho con thì là người ta muốn làm sao mà ngon nhất có thể, chứ không phải là nấu cho qua loa. Mong những người chồng nghe được những cái câu chuyện này, câu tâm sự này, để thấu hiểu phụ nữ bọn tôi hơn. Nó là bọn tôi thấu hiểu những người phụ nữ hơn. Bản thân chồng mình thì cũng có những món mình nấu phải nói rằng là mình ăn cũng không thấy nó ngon, thì chồng mình cũng không có chê đâu, thì cũng chỉ nói là ăn được. Thế nhưng bên cạnh đấy là mình cũng biết cái câu ăn được đấy là mình cũng cần phải sửa. Thế nhưng cũng không có bị là được chê quá lỗ mãn, như kiểu là hơi mặn một tí thì hỏi là thế hôm nay nhà thừa muối à, cái kiểu như vậy là mình sẽ nổi khùng ấy. Là lần sau chẳng có mà ăn luôn, nếu mà anh thích thì anh cứ ra đường anh ăn luôn. Bản thân người ta đã hy sinh làm việc nhà rồi thì cũng mong là những anh chồng thì hãy thông cảm, hãy mở lòng ra và cùng yêu thương vợ con hơn nhé. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh Tâm Sự Chị Tâm Tình. Đây cũng là một câu chuyện mà có hình bóng của người phụ nữ chúng tôi ở trong đó, cho nên rằng là cũng thấy là câu chuyện khá là xúc động. Thì nếu mà ai có ý kiến gì, hoặc là những anh chàng nào mà đang nuôi vợ thì cũng muốn tỏ là mình là một cái gì đấy, thì mọi người cảm thấy là em nói cái gì không phải thì mọi người cứ bình luận một cách nhẹ nhàng giùm em để em còn sửa đổi. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị khán giả.